viên trong công ty Yamaha Motor Việt Nam sẽ ngày càng bền vững và công ty chúng ta ngày càng tiến tới. Và kính thưa quý vị các bạn, bây giờ sẽ là tiết mục tâm điểm đầu tiên chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị các bạn. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bé gái năm nay người còn 9 tuổi thôi. Thế nhưng hành trang âm nhạc thì không thể nhỏ tiếng nào. Đó là giải nhất phong cách đồ rối biến của đài truyền hình Việt Nam năm 2008 và giải ba của chương trình Tôi Làm Ngôi Sao năm 2009. Kính thưa quý vị các bạn, một tràng pháo tay chào đón cho bé Thảo My. Thank you.